Chào mừng các bạn quay trở lại kênh của Tâm Nguyễn Hôm nay mình giới thiệu với bạn một trang web kiếm buyer re mình thấp Ok Thì đầu tiên các bạn sẽ thấy liên phần mô tả của mình Nó sẽ gây diện thế này Trang web này nó sẽ giới thiệu chúng ta biết là khi chúng ta đăng ký sẽ không được không cộng là 0.2 đô và min của nó chỉ là 0.02 thôi cực thấp đúng không Ok chúng ta sẽ tiến hành đăng ký các bạn nha Đăng ký ngày hôm nay sẽ được 500 coi Ri Ok Đầu tiên là cái username tức là cái tên đăng nhập của chúng ta Gmail Mật khẩu sẽ là mật khẩu Tôi không phải người máy Lít vào là chúng ta đã đọc cái thông tin của nó rồi Đăng ký thôi Còn nếu các bạn có tập hãng rồi, các bạn bấm giờ chữ login Đăng nhập nha Chúng ta sẽ nhập Gmail qua nha Gmail mật khẩu ok tôi không phải gửi máy nó báo là chúng ta chưa có cái ok chúng ta sẽ được 500 trăm đúng không tức là mặt chim tức là cái máy đầu chúng ta chưa có thì chúng ta sẽ lắp đăng ký sau đầu tiên các bạn sẽ tính kiếm chỗ setting dưới đây ok xích nha thì chúng ta cài đặt cái xác minh gmail quý điện tử chúng ta Bio và cái kết uh, chúng ta send email nha send email. OK. Thì nó gửi chúng ta một cái tin nhắn, chúng ta vào đó để xác minh uh, cái rồi email chúng ta. OK. Trước khi mà chúng ta bấm vào cái đường link thì các bạn, bạn uh, quay trở lại cho mình. OK. Sorry nha. Chúng ta sẽ copy cái uh, cột chúng ta trước. Copy đường link này cái gọt này và sau đó chúng ta sẽ vào cái web sau để chúng ta xác minh nha copy chúng ta sẽ dán ở chỗ cái cột này enter do cọt này kia thì nó sẽ dán vào đây sẽ là vào tôi không phải người máy và send gửi sau khi mình gửi xong thành công ta bấm ok nó sẽ thể hiện cái chữ tích xanh xanh lá lên là thành công cái tiếp chúng ta sẽ xác minh cái địa chỉ quý bay của người ta thì chúng ta lấy ở đâu các bạn đăng nhập vào cái địa chỉ quý buyer của chúng ta nhưng mà chưa đăng ký thì các bạn nên đăng ký buyer để chúng ta thấy rút tiền về đây lúc trước mình đã chia sẻ với bạn cách đăng ký rất là dễ thì các bạn cứ đăng ký thôi ok vào chúng ta sẽ lên cái phần trên đây chữ B này thấy không action chúng ta đó là phải chúng ta bấm vào đó thì chúng ta sẽ qua đây copy cái tài khoản của ta, cái đầu là chữ B mà theo, vào lại trang web, chúng ta sẽ dán vào đây, enter your buyer. ok, áp vào, ok, nó sẽ hẹn thị lên tích xanh là ok, cái tiếp là chúng ta sẽ lấy cái địa chỉ quý mà theo, bắt buộc là form do Faucet, tức là chúng ta phải bắt buộc phải lấy địa chỉ quý Faucet, usdt trong Faucet nha, chúng ta sẽ vào Faucet bay, các bạn bấm nút join cho mình join trên màn hình bên phải trên cùng bấm chữ dip bấm chữ nhận nha và ta sẽ kiếm kéo xuống kiếm thằng udt để sao chip thằng link gửi vào dán vào chỗ kia ok kéo ngược lại chắc mình đã kéo quá hút rồi từ từ các bạn nha từ từ chúng ta kéo đó ok ether trc 20 usdt chúng ta copy địa chỉ này và dán vào cái trang web Inter Index Ok, vào đây Áp vào Sau khi áp vào thì cũng tương tự chúng ta sẽ bấm chữ OK và xác nhận nó Xác nhận xong thì chúng ta sẽ thấy chữ tiết xanh Là xong các bạn nha Các bạn thắc mắc hồi nãy giờ cái chữ Màu đỏ, của hình đỏ, đỏ nó nổi lên thấy không, mặt chin đó Tức là chúng ta chưa có máy đào Thì bấm bấm vào đây Máy đào đang ốp, tức là chúng ta chưa có đào thì chúng ta nhận được 500 coi thì chúng ta sẽ mua được cái, máy đầu này là 432 coi một ngày thu nhập là 14 con 14.4 con một tháng thì nhập là 432 con một năm là 5256 con còn tàu chưa riêng nha Còn đây là chúng ta sẽ là 4200 con một ngày là 144 cái này là chúng ta chưa có đủ cái tiền đó khi nào chúng ta đủ cái tiền đó, nó cấp lên thì mới bằng bấm vào đây để bay mua đó mua máy đầu còn hiện giờ chúng ta chỉ đủ cái 500 thôi thì chúng ta chỉ mua được cái máy đầu tiên thôi Ok. Bấm vào chữ bay cho mình. Ok, xác nhận nha. Ok. Thì chúng ta đã có được cái máy đào đầu tiên. Mà chúng ta muốn update lên tốc độ như gấp đôi thì chúng ta phải đợi là chúng ta có 432 con. Thì nó mới update được. Hiện giờ thì không nha. Mình chia sẻ hướng dẫn các bạn cách hoàn toàn chơi riêng cho các bạn uh, chơi riêng giùm mình. sau khi chúng ta đủ thì số coi thì sẽ đắt sau ok bạn nghe chúng ta có thể bay coi tức là mua coi mua coi chúng ta để đào máy mua máy thêm đào đây mình chỉ chia sẻ các bạn cách mua thế nào thôi hay là cách mua bằng giá trị thế nào thì đây là 900 coi nó khoảng 0.2 0.2 tương đương khoảng 4 ngàn mấy 5 ngàn chúng ta đúng không 1 đô là hai mấy ngàn 0.2 khoảng chừng 4 5 ngàn và bên đây là 1 đô 1 đô tương đương với 5 ngàn coi thì khoảng chừng là hai mấy ngàn thôi rất thấp thì bạn bấm vào chữ bay thì nó sẽ ra cái, cái uh, bạn mua bằng uh, BE nè pocket nè hay là perfect penny thì các bạn nhưng mình chia sẻ các bạn, chia sẻ các bạn rất là chơi thôi nha ok đây là một s trên tức là một rút tiền đó bạn trao đổi là rút tiền thì một lát mình sẽ chia sẻ kỹ với bạn sau giờ chúng ta sẽ qua cái phần kiếm coi nó còn một kiếm coi ri nữa ok các bạn Chữ đây e coi tức là chúng ta kiếm coi ri. Ok. Thì nó cho người ta rất nhiều cái cách kiếm coi. theo 750 coi, 650 coi, 3000 coi. Thì chúng ta phải hoàn thành nhiệm vụ của nó đi ra thì chúng ta mới được cái tiền coi này. Nếu ta rảnh thời gian thì ta cũng nên tìm hiểu để cách kiếm coi này. Kiếm một lần còn hơn đầu của từng lễ. Nói chung là vậy. Thì chắc gì nó thể là gian chúng ta có thể thử mới đúng không? Ok nếu các bạn muốn kiếm thu nhập thì nó còn một cách nữa là chia sẻ cho bạn bè người thân của ta bấm vào chữ add feed, like thì chúng ta sẽ chia sẻ bạn bè người thân của ta kiếm tiền và chúng ta sẽ nhận được qua hàng phần trăm ok sao chép đường link gửi cho bạn bè thì mình cũng chưa có red mình không biết nó phần trăm thế nào còn buy bonus ok theo daily bonus re tức là một ngày chúng ta sẽ làm được một lần được 10 con nha được 10 coi ok thế để là 24 giờ tức là một ngày chúng ta sẽ chỉ làm được một lần thôi 10 con một ngày cách kiếm tiền nữa đó là cách kiếm tiền thứ ba ok chúng ta sẽ thoát ra ngoài nha và chia sẻ bạn cách phục exchange kỹ hơn xíu chúng ta thấy với mà view your exchange history tức là chúng ta có thể kiểm tra những cái lần rút chúng ta lịch sử rút á thì đây là chúng ta sẽ nếu được 200 coi thì chúng ta sẽ là 0.02 rút lần đầu tiên là 0.02 đô. Thì cái này chúng ta phải đạt một tuần lễ thôi, đầu riêng tuần lễ là chúng ta phải đạt được 200 coi. Các bạn có thể bấm rút về cái thằng buyer hay đọc là giá này chỉ với USDT trong mà theo một chữ Bitcoin và đó coi nó chưa có nổ màu trắng lên tức là chúng ta chưa được rút bằng cách đó chỉ có chọn được hai cách rút thôi một là buyer hay là USD trên pocket chúng ta chỉ dán địa chỉ quý vào chọn cái nào dán địa chỉ vào đó bài ơi thì dán địa bài ơi vào đây sau đó bấm chữ S trên là được còn nếu mà UDT trên Pocket thì bấm UDT trên Pocket dán địa chỉ quý vào đây bấm chữ S trên là được thì lần đầu lần hai lần ba lần tư chúng ta tất cả những cái này chúng ta thấy đạt được mục đích tức là đạt được cái mi rút thì chúng ta rút nha cần bấm chữ chọn xong bấm chữ dán vào đây bấm chữ S trên là được ok chúc các bạn có những trải nghiệm tốt nha và chúc các bạn là thành công các bạn có thể uh, không biết các bạn comment lại cho mình sẽ chia, chia sẻ bạn kỹ hơn ok chúng ta sẽ qua phần comment bình luận nha thì ngày hôm qua chúng ta có hai video thì sáng mình đã quay một video và chiều nay quay một video nữa chúng ta sẽ nhờ chúng mình cho youtube bình chọn chúng ta người may mắn ngày hôm nay Xin chúc mừng bạn trai quê comment momo ok nhưng mà mình đã gửi momo nhưng mà nó báo lỗi là bạn này chưa có cần sắp minh thông tin gì đó theo luật pháp việt nam gì đó thì mình đã gửi cho bạn bằng cái mua thẻ cào gửi trực tiếp cho bạn nha ok chúc mừng bạn nếu bạn thấy hay thích xin cho một like và đăng ký ủng hộ kênh để kênh mình phát triển hơn tạo được cho mình kiếm trang web kiếm tiền cho bạn hoặc thu thực kiếm tiền online trên mạng soi cho các bạn các bạn sẽ không bỏ lỡ những video mới nhất của mình chia sẻ điệp tồ cũng như là các hoạt động của quý vnc luôn ok chúc bạn thành công hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo đừng quên bình luận comment để số điện thoại chúng thưởng em sau thân ái chào tạm các bạn cảm ơn các bạn đã xem